Kính chào quý vị và các bạn, ngày nay mời các bạn xem bản tin lộ khối tài sản khổng lồ của những tay đánh gôn cùng đám quan tham tại Bình Định. Làm quan trong chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là rất dễ dàng để tham nhũng. Cơ chế của nhà nước này nó đã như vậy từ trước đến nay. Chính vì vậy mà quan chức chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam ngày một ăn chơi sa đọa. Tiền kiếm dễ dàng không phải bằng mồ hôi hay nước mắt nên họ tiêu tiền cũng rất phung phí. Môn đánh gôn là một môn thể thao của giới nhà giàu tại Việt Nam. Riêng tiền bỏ ra để mua thẻ hội viên thì đã tốn rất nhiều tỷ đồng. Nào là bộ gậy đánh gôn giá cũng không hề rẻ. Nào là ô tô xịn để tương xứng với đẳng cấp. Nào là nhà, biệt thự, vân vân. Chính vì vậy môn đánh gôn chỉ dành cho giới doanh nhân và quan chức lắm tiền. Thu nhập của doanh nhân thì mọi người đã biết nó rất khủng. Nhưng công khai. Còn thu nhập của giới quan chức cũng rất khủng, nhưng đó là những khoản tiền thù giấu giếm vì họ chỉ có tham nhũng mới có thể có được. Việc đánh gôn mà cho tới giới nghiện thì có thể nói quan chức đã phung phí quá nhiều tiền vào trò chơi tốn kém này. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định và ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định. Vào ngày 4 tháng 8, cộng đồng mạng đã dậy sóng vì tại Bình Định có hai lãnh đạo cấp sở ở tỉnh này tiếp xúc với F0 khi đi chơi gôn. Lúc cả xã hội đang thực hiện giãn cách mà hai ông quan chức này không thể nhịn được gôn và phải phá lệ chơi cho bằng được. Trong khi hầu hết các doanh nhân đều nghỉ chơi gôn vì các quan chức lại tham gia trò chơi này làm lây lan bệnh dịch COVID-19 rất nguy hiểm cho cộng đồng và xã hội. Theo báo chí của nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo, giữa lúc đang tập trung chống dịch COVID-19, hai lãnh đạo cấp sở ở tỉnh Bình Định lại rủ nhau đi đánh gôn, tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 nên đã bị đưa đi cách ly tập trung. Đây là hành động có thể nói là rất kém ý thức, xem thường luật pháp và quan trọng nhất là xem thường tính mạng bản thân và tính mạng của nhiều người khác. Có lẽ hai ông quan giàu có này đã xem thường pháp luật nên mới có hành động đến như vậy. Được biết, người dân Việt Nam đang trong lúc bị cách ly thiếu thốn trăm bề, thiếu tiền, thiếu thực phẩm và thiếu đủ thứ. Họ rất cần được cho phép ra đường và tìm kiếm những thứ vật dụng cần thiết cho cuộc sống. Vậy mà họ không được phép. Ấy nhưng, những ông quan của Đảng Cộng sản Việt Nam cần làm gương thì lại gây ra hiện tượng lây nhiễm vì bất chấp luật pháp. Và vì sao sự việc đã bại lộ đến như vậy? Lẽ ra mọi việc sẽ bị ém nhẹm, tuy nhiên ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch và ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định, vì đi đánh gôn đã tiếp xúc với nữ phục vụ sân gôn mà bị nhiễm cả hai cách ly tập trung. Chính vì đi cách ly như thế nên không thể bịt được dư luận xã hội, và từ đó thông tin mới bùng phát và buộc báo chí vào cuộc. Theo báo chí của nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết, thì kết quả điều tra dịch tễ cho thấy trong 2 ngày 31 tháng 7 và 1 tháng 8, hai vị cán bộ nói trên cùng hai ông Nguyễn Hữu Lộc, giám đốc một doanh nghiệp chuyên kinh doanh khoáng sản Titan, ông Lê Văn Thảo, tổng giám đốc công ty cổ phần Phú Tài đi đánh gôn tại sân gôn tại thành phố Quy Nhơn. Bốn người này có tiếp xúc gần một nữ nhân viên sân gôn. Đến ngày 3 tháng 8 thì bà này có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Theo đó, bốn người nêu trên cùng bốn nhân viên, bảy nhân viên sân gôn đã được đưa đi cách ly tập trung. Đây là hình ảnh sân gôn Quy Nhơn nơi hai quan chức gây lây nhiễm. Liên quan đến vụ việc này, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết đã giao cho Sở Y tế tiến hành kiểm tra và đề xuất hình thức xử lý nếu phát hiện hai cán bộ nêu trên có hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Được biết, tại thời điểm hai cán bộ nêu trên đi chơi gôn, thì tỉnh Bình Định đang phải tạm dừng nhiều hoạt động để phòng chống dịch COVID-19, trong đó có hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các điểm công cộng. Mặt khác, từ ngày 1 tháng 8, Bình Định cũng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, tức là 15 ngày trên phạm vi toàn tỉnh. Việc này của hai ông cấp sở đã gây nên làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Và mối lương duyên quyền tiền của những quan chức thích chơi đánh gôn thì không ông nào nghèo cả. Vấn đề là người ta có khui ra tài sản thật của những ông này hay không mà thôi. Trong vụ việc, hai lãnh đạo cấp sở ở Bình Định là Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch và Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Định đi đánh gôn tại sân gôn Quy Nhơn
bất chấp lệnh cấm của Thủ tướng Chính phủ, còn có hai người là doanh nhân nhưng đã khai gian dối ban đầu là nhân viên, đó là Lê Văn Thảo và Nguyễn Hữu Lộc. Những ông này đều là các đại gia 7X, 8X. Việc đánh gôn không chỉ là mốt thời thượng mà là có cách để các ông này bàn chuyện làm ăn. Trong đó, doanh nghiệp nhờ cơ quan nhà nước hỗ trợ những ưu đãi dưới dạng chính sách. Ngược lại, các quan chức thì được những khoản lại quả dưới gầm bàn, khủng khiếp. Ông Lê Văn Thảo là tổng giám đốc công ty cổ phần Phú Tài từ năm 2017 và kiêm thành viên hội đồng quản trị của công ty này. Ngoài ra, ông còn được biết đến với vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần vật liệu xây dựng Phú Yên. Còn ông Nguyễn Hữu Lộc, sinh năm 1981, giám đốc công ty khoáng sản Thành An, và ông Lê Văn Thảo, tổng giám đốc công ty cổ phần Phú Tài. Ban đầu, ông Nguyễn Hữu Lộc khai kinh doanh khoáng sản Titan, còn ông Lê Văn Thảo, sinh năm 1971, khai là nhân viên công ty cổ phần Phú Tài. Đây là hình ảnh kho đá của công ty cổ phần Phú Tài. Cả hai đều có doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định với doanh thu 1.000 tỷ mỗi năm. Ngoài ra, ông Lộc và ông Thảo còn sở hữu nhiều doanh nghiệp và cổ phần của nhiều doanh nghiệp khác. Nguyễn Hữu Lộc là đại gia, giám đốc công ty khoáng sản Thành An, dù sinh năm 1981 nhưng thành lập doanh nghiệp từ năm 2003. Thành An là công ty hoạt động trong lĩnh vực chính là khai thác quặng kim loại quý hiếm, buôn bán máy móc thiết bị và phụ tùng. Đây là một doanh nghiệp khai thác và chế biến quặng có tiếng trên địa bàn của tỉnh Bình Định. Tuy nhiên, nổi tiếng hơn cả là công ty cổ phần Phú Tài do ông Lê Văn Thảo làm tổng giám đốc. Phú Tài là doanh nghiệp được chuyển đổi từ công ty Phú Tài, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 vào năm 2004. Công ty có vốn điều lệ là 486 tỷ đồng, niêm yết cổ phiếu trên HOSE vào năm 2011 với mã chứng khoán là PTB. Với 14 công ty con đóng trên địa bàn Bình Định, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Đồng Nai, Tây Nguyên, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Tài hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác và kinh doanh đá ốp lát, sản xuất và kinh doanh sản phẩm nội thất đồ gỗ, là nhà phân phối xe ô tô Toyota, kinh doanh bất động sản, văn phòng cho thuê, cung cấp bê tông. Trong đó, việc sở hữu mỏ đá Thạch Anh lớn nhất Bình Định được ví như mỏ kim cương lộ thiên giúp Phú Tài thu về hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm nhờ xuất khẩu và bán ở thị trường trong nước. Mới đây, Phú Tài thành lập thêm công ty con với tên là công ty MTV Đá Thạch nhằm sản xuất bột đá Thạch Anh siêu mịn, sản xuất đá mài, đá đánh bóng. Và câu hỏi đặt ra là liệu nhà nước Cộng sản Việt Nam có xử lý nghiêm các quan chức này hay không? Xui xẻo hai ông Nguyễn Văn Dũng và ông Lê Phi Long. Trước áp lực của dư luận, ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã phải lên tiếng là thời gian qua, trong khi cả hệ thống chính trị, chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Định đã nỗ lực chống dịch bằng những biện pháp quyết liệt. Rất tiếc lại có những cán bộ như thế này. Đây là điều không thể chấp nhận được. Ngay cả ông cựu bí thư tỉnh là Vũ Hoàng Hà cũng lên tiếng cần xử lý nghiêm minh. Đây là hình ảnh và cho rằng khó có thể có chuyện xử lý nghiêm minh với các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy là các quan chức đáp trả trên báo chí, mục đích của họ có thể là để hạ nhiệt dư luận chứ chưa hẳn gì là xử lý thực sự. Trò dơ cao đánh khẽ và cách xử lý quen thuộc của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn thường làm như vậy. Họ bao che là chính chứ khó có trường hợp nào xử lý nghiêm minh. Họ chỉ xử lý nghiêm minh khi mà họ đấu đá tranh giành quyền lực lẫn nhau mà thôi. Mối quan hệ quyền tiền trong xã hội này ngày càng khăng khít chứ không bao giờ tách rời cả. Các quan chức hầu hết là móc nối với doanh nghiệp để làm giàu bất chính. Điều đó ở xã hội này có gì xa lạ đâu. Quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam không ai nghèo cả. Và tất nhiên không ai tham nhũng nên khó mà xử lý nhau cho được. Và tất nhiên không ai không tham nhũng nên khó mà xử lý nhau cho được. Bởi vì họ kiếm món lợi này một cách bất chính, rất kín đáo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin lộ khối tài sản khổng lồ của những tay đánh gôn cùng đám quan tham Bình Định. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.